Hello mọi người nhá, thì lại là mình đây, mình là Túc đây Thì hôm nay tiếp tục một cái video về Mình hướng dẫn các bạn làm sao mà có cái nút uh, uh, Developer này các bạn là cái nút uh, Developer English này Đấy Thì cái kênh, cái nhóm, cái nhóm này là nhóm của ông uh, Kênh của ông uh, Nicholas nha các bạn nha Thì lắm bạn thắc mắc bảo làm, làm sao của, em uh, Không có với loại kia thì mình xin nói nha Thì các bạn mới tải về Hay là mới chơi bi lên quân chẳng hạn Thì là uh, vào trong cái phần chat ấy thì là uh, Trời, nó không có cái cái phần nhóm chat là của developer này các bạn phải thêm vào các bạn ạ thì cái này rất đơn giản luôn nhưng mà nắm bạn gọi là mới chơi không không hiểu mà không biết nắm bạn thắc mắc hỏi mình thì mình gọi là cũng bạn nghe thì cũng không 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 nói hết được thì hôm nay mình sẽ làm cái video gọi là tóm tắt ngắn gọn để cho anh em dễ hiểu nha đấy các bạn vào 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 app nha đấy ra giao diện chính về các bạn đến phần phần chat cho mình đó thì nó ra phần chat của mình là có rồi nha, developer cái này là kênh của ông ông, ông đấy cũng thảo luận các thứ đều đều ở trong nhóm này hết các bạn ạ nhưng mà đặc biệt cái này nó là giao diện bằng tiếng Anh hết các bạn ạ đấy thì các bạn nào muốn muốn ví dụ như tham khảo ý kiến gì hay là muốn, muốn nói cái gì thì các bạn có thể viết tiếng Anh hoặc ra Google các bạn dịch xong một đầu các bạn dán vào đây để các bạn viết muốn ý kiến hay đóng góp cái gì thì các bạn đấy cái này cái này theo mình được biết nữa là kênh của anh ông Nicolas nha có, có, tên là developer thì làm sao mà có cái 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 cái, cái 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 nhóm kênh này vậy thì các bạn ấn vào chút cộng nha, chữ cộng bên góc dưới cùng của màn hình nha. Đấy, góc bên phải dưới cùng của màn hình đây các bạn này này, cộng đề dưới cộng đấy. Các bạn ấn ấn cộng vào nha. Đó thì là ra AD chat chị in gì, đây đấy, re hút để word tiếng Anh đấy. Le hôn tiếng Anh đấy thì các bạn ví dụ như muốn thêm vào cái phần chat của mình ấy thì như nào thì các bạn thêm nhá. Ví dụ như uh, developer nhá của ít này các bạn ấn này đó. Các bạn ấn ấn vào cái cái cái, cái uh, biểu tượng dấu cộng này, đấy, ấn vào biểu tượng dấu cộng đấy thì là ví dụ nên ví dụ nên ví dụ cái từ developer nha mình sẽ ấn vào dấu cộng này. này À, ấn vào chữ trừ của mình đây nó nếu mà không 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 bạn nào chưa có thì ở trong đấy phần ra phần chat nó không có developer thì các bạn bắt buộc các bạn ấn vào số cộng để thêm vào cái phần chat của mình đấy các bạn hiểu hiểu lúc như thế vậy nha ví dụ mình muốn thêm ông thêm developer nhá dẫn đầu này mình sẽ ấn vào chữ cộng này cộng một tích xanh này xanh 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 lá cây này các bạn ấn vào đấy thì nó hiện số trừ lên thì các bạn thoát ra đó, vào phần chat thì nó sẽ hiện lên là developer đấy ấy rất đơn giản thôi các bạn ạ không 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 có gì là phức tạp lắm thì lắm bạn mới chơi thì các bạn không hiểu rõ lại không, không không tham khảo rõ thì hôm nay mình hướng dẫn cụ thể đây nên như thế vậy còn rất rất đơn giản luôn các bạn ạ có một hai thao tác chưa bằng một lốt nhạc đây. đấy cái đấy các bạn muốn thêm ví dụ như thêm cái cái kênh nhóm của ai vào thì các bạn thêm vào ấn cộng này đấy còn mình thêm đi developer đây nhiều bạn thêm lắm, nhiều bạn thêm nó để trao đổi cái thứ như nào ấy, cách hoạt động, kích thức hoạt động như nào ấy, loại loại như vậy. đấy, thì đấy, bạn nào muốn uh, nhắn tin gì hay là ấy gì thì uh, copy dán vào cái này đặc biệt ở bằng tiếng anh nha, không có tiếng việt đâu. nhóm này là nhóm uh, tiếng anh, đấy nhóm nước ngoài đấy, đấy loại như thế. còn uh, mình sẽ ra những cái video đều, ra đều những cái video gọi là uh, cập nhật tin tức mới nhất hot nhất từ bên nước để cho mọi người cùng các bạn cùng anh chị em chơi bi cùng để, để 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 tham khảo và để làm cái hướng dẫn cụ thể những cái tin tức cập nhật mới nhất để cho mọi người cùng nhau đi tới thành công. và Bây giờ chào tất cả mọi người, mọi người nhớ cho mình một nút like một đăng ký để ủng hộ kênh kênh phát triển để mình chuẩn bị ra tiền có có ít tiền để mua dàn bc máy tính về làm cho anh em dễ hiểu hơn đấy đó đó lại như thế còn bây giờ chào tất cả mọi người hãy mọi người ở cái video tiếp theo bây giờ bye bye